chính quyền và các bạn. Đó là hôm nay đến giao lưu. Cảm ơn lực lượng an ninh, cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn các bạn những người cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một chương trình lần sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.